bạn hai đường phán cho Trinh về đường Hồ Đức Vĩ, mà được bạn đoàn ngoài thôi, con bố sâu xa được, vì bố sâu xa là đi lạc nghe lạc khỏi lạc cứ nhờ dắt về cũng đi được đoàn băng đáy ra ngoài đường là nghỉ cái đá đừng nghỉ cái đó, mà nếu có đất là ngồi dưới đất nhưng mà chiều nghỉ vì mà chiều trời hay mưa, mà mưa là bị dị ứng, mưa là người đất hại thôi đấy, kể ra họ thương rồi họ mua, nếu người họ không mua nào là tội, thế để cho mẹ ngang anh hàng kia đó anh nhờ họ cho cái nợ mới lắp đổi qua ngay chứ, đó cho cháu con ăn con học nghỉ chứ con thôi không đăng. Sau những ngày mưa lụt nghỉ bán, hôm nay trời đẹp, bà Ân lại tranh thủ đi bán sớm hơn mọi ngày, mong kiếm thêm chút tiền dành dùm cho những ngày mưa sắp tới. Mà được 50 cái đây là được 55 ngàn. Nhiều khi họ cho được 5-70 đỡ. Cũng có nhiều ngày bạn 5-6 cái nữa đấy. À, về ngày mai lại là quay cái họ phiên rồi. Trả cho tôi lúc phải đồng vốn nữa đấy. Phải được chân môn chân cho một kêu mình con sống giờ ngay mua thì cho con trọng giờ ngay này. Khi mà mình hà bề thôi là chết thôi đấy. Vì đáng chưa. Mà chừng mà vô lại mà mình ăn đường ngoài nha để cho con trọng tiêu uống nổi, con trai uống nổi tối. Ở cái tuổi 78, thất thập cổ lai hy, nhưng chưa bao giờ, dù là trong suy nghĩ, bà Ân cho phép mình nghỉ ngơi. Với công việc bán vé số dạo, bà Ân là chỗ dựa cho gia đình con trai. Thì ở nhà thì có người cháu, ba người cháu mà người đó ngốc mà trường mẹ người ta không được, mà ba người làm tắc tôi, nó kiện cố gắng. Đúng như liêu rồi, chứ mà ai mà đi khám mà thôi, không khám đâu chứ hết đó. Thì đó mà khám cho khi cảm đổi là bệnh đi bệnh khác rồi chứ bây giờ tôi lại nói đây nhiều khi cả đêm mình việc ngủ xuống nó cứ nghĩ ngay mỗi mà mình nằm xuống việc đắng đấy nữa vẫn ngủ xuống đó. Anh Hoàng, con trai duy nhất của bà Ân, bị tật ở chân bẩm sinh, hai chân teo nhỏ, thường xuyên đau nhức. Thu nhập từ công việc làm thuê cắt kính mắt của anh Hoàng cũng chỉ đủ đáp đổi chuyện thuốc thang, huống hồ chuyện học hành của con cái. Vợ anh Hoàng bị hư một mắt, lại không được lanh lẹ, nên chỉ làm được những công việc vặt vặt trong nhà. Con gái thứ hai của anh Hoàng mắc chứng tự kỷ tăng động, cũng không đủ kinh phí để thăm khám điều trị. Xác định đây một hồ lục đặc biệt khó khăn, thì trong thời gian qua thì đảng chính quyền mặt trận các đoàn thể phường cũng đã tập trung nhiều cái nguồn lực để hỗ trợ cho anh, để gia đình anh để thực hiện các cái ổn định đời sống. Cụ thể thì mặt bằng giao đạo giảm nghèo của phường thì đã hỗ trợ một cái máy làm hương tổng trị giá là 17 triệu đồng. Và hiện nay thì khó khăn một chỗ thì điều kiện của gia đình anh là rất chật hẹp, mà sản xuất thì hương thì cần có cái mặt bằng rộng, thì theo ước nguyện của gia đình như thế nào thì chúng tôi sẽ hỗ trợ theo đó. Có thể là hỗ trợ thêm máy móc để hấp sấy công tác làm hương. Về giáo dục thì cũng hỗ trợ cho các em có cái địa chỉ đó và hỗ trợ hàng tháng để cho các em có cái điều kiện để ổn định học tập. Đối với các cháu đang bị khuyết tật thì sẽ tìm cái ngôi trường đặc biệt, lớp giáo dục đặc biệt cho các cháu đến đó để có điều kiện để học tập và tái hòa nhập với cộng đồng.
Từ ngày chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng máy làm hương, bà Ân cũng phụ con trai bán thêm hương dạo, kiếm thêm chút tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày. Con thì khuyết tật mà cháu thì bị bệnh như đó, thế nên hoàn cảnh gia đình cũng khó, rất chưa khó khăn. Ba thì yếu rồi, nhưng mà chưa trong gia đình hai vợ chồng thì bệnh tật tan tật trở nên là cũng khó. Thì khi thấy hoàn cảnh khó khăn thì trong nhà có cái làm cái xe hương á, thì gì cũng có mua ủng hộ. Thì gì mà khi ba đi bán vé số thì gì cũng gặp, thì gì cũng thỉnh thoảng cũng mua. Hoàn cảnh này thì chúng tôi là cũng tạo điều kiện thì cũng bày vẽ là để cho gia đình là xin cho cháu vào học cái lớp khuyết tật để cho cháu là thâm nhập với cộng đồng. Thì cũng làm ăn thì chúng tôi cũng năng tới mua dùng để tạo thêm kinh tế cho gia đình. Những lúc có điều kiện là chúng tôi cũng hay xin thêm để hỗ trợ cho gia đình gặp đỡ giảm bớt khó khăn. Chị vợ thì bây giờ nói thật là cũng khó làm lắm. Con trai đầu của anh Hoàng học lớp 5 và con trai út mới lên 5 tuổi cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Gánh nặng chi phí ăn học cho cả con ngày càng đè nặng trên vai người chồng, người cha trong gia đình. Nhưng sức khỏe có hạn, anh Hoàng cũng đành nhờ cậy mẹ già. Buồn lắm chứ. Đúng mà bởi chức của mình cái không thể gánh vác hết được. Lại cũng sức khỏe của em chứ là đang bệnh của người á. Vừa bị thật tấn, vừa bị bệnh phổi á. Và đi em lao chứ đang bệnh nặng cái là thở cũng nổi. Em chịu gọi là trước đây cũng có bị lao á. Là chứ phổi cũng yếu chứ là chứ bị cái là thở là chứ bị vậy thở hết. Cái lúc cũng là đau cửa rồi búa cuộc đem cái xóa vô xóa bập nữa. Để coi con cũng việc làm nắng được nữa. Bên con bê kiêng bạc rồi chỉ đọc cái bánh cỏ đây, đánh chiều đây. Thời gian đang tỷ lệ thuận với tuổi tác và sức khỏe của mẹ già. Hiểu được quy luật của cuộc sống, hiểu được nỗi lòng và những vất vả của mẹ. Nhưng anh Hoàng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thương con tật nguyền, thương cháu nhỏ dài, bệnh tật. Dẫu lưng còng, tóc bạc, bà Ân vẫn sẵn sàng bươn chải, cố gắng vì con, vì cháu. Suy nghĩ buông làm gì nè. Nói lúc đi thì rất được, khi suy nghĩ buồn lắm. Đi đi là nói lúc ngồi với suy nghĩ nó đánh ngồi sững đó. Ngồi sững bao tại hôm mua điều khi cũng nghe luôn, họ nói mình nghe luôn lúc. Ai mà cười mới cười ở nhà rồi. Thất thật cổ lá hi rồi nó đi chứ nữa. Mẹ đi chứ nữa mẹ ở nhà đấy. Mà cô nghe cũng được. Nói cái chứ mẹ ở nhà cũng cho. Có nhân tôi lắm. Mẹ ở nhà cũng cho tiền. Không được anh ạ. Đưa anh cho tiền á. Thì tôi sướng chắc đuối đấy, còn cháu thì con răng. Nhưng mà trên núi tôi là tôi ăn rồi, tôi ở nhà thôi, còn con cháu răng. Ai mà lo cho cái gia đình mình nữa chứ. Đó, anh tôi đã rồi cứ cố gắng đi. Việc bé mình là trưởng tuổi đi, tuổi dưỡng già và chức lực của mình biết đúng mà không gặp đi được. Cũng lúc đó lúc lên của cưng. Không buồn bao việc đoại và lạc nữa. Về đi buồn nghĩ về con cháu đi bạn vẽ về đi buồn ả cho chuyện này mới có cháu có con. Đi buồn nghĩ đến con cháu ấy chứ. Mà đi về việc về cũng khổ lắm quá. Nó chưa về cũng đi thì cũng cũng quen lo chắc lo cũng nổi. Thank you.
ngày hôm nay chương trình là những người tin ghé thăm gia đình thì thấu hiểu về hoàn cảnh khó khăn như bệnh tật của gia đình. Thì ngay bây giờ chương trình là những người tin có món quà là hơn 14 triệu đồng gửi trao đến mẹ và gia đình, mong là sẽ hỗ trợ kịp thời để mẹ chăm lo cho các cháu và lo cho tuổi già. Trước hết xin mời cô Lục đại diện cho quỹ của những người tin gửi đến món quà cho mẹ Ân. Thưa mẹ, tất cả tấm lòng thiện nguyện xin chia sẻ gia đình mẹ. Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế gửi mẹ 1 triệu đồng. Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế gửi mẹ 1 triệu. Thẩm mỹ viện Lâm Phương gửi mẹ 1 triệu. Xin cảm ơn cô. Và còn đây nữa là một món quà bao gạo của cô Quảng Hành ở Lê Duẩn gửi đến mẹ và gia đình. Dạ, xin cảm ơn quý cô, quý bác và các nhà hảo tâm đã giúp lợi cho gia đình chúng con. Con xin cảm ơn. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của mẹ Ân ở số nhà 11/41/30 Từ Bình, thành phố Huế, hoặc liên hệ thông qua chương trình Nỗi Niềm Nghệ Tinh, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nỗi Niềm Nghệ Tinh cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bến Ngư, An Cừu, Thuận An, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ, hỗ trợ với những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.